mình đã ok rồi. Mình tự quay cho mình thôi. Chả nhớ hai đứa. Một khi đã chơi là chơi đến bến luôn, có gì đâu. Tất cả nó chỉ là một cách đơn giản thôi, không có gì cả. Ok. Hôm nay chính thức đã bắt đầu ra biển nhá. Biển hơi to đấy, nước hơi nhiều ấy. Trước mặt chúng ta là ban chủ huy công thiếu của Sầm Sơn rồi. Sóng đưa đôi khá to. Hiện tại là mình đang đứng ở biển Sầm Sơn nhá. Đứng quay cho mình một vài lúc thì nó tháo. Ok. Thì nói bình bình nhưng mà hôm nay là bình bình là hơi đuối. Chúng ta bình bình nhưng bình bình hôm nay là hơi đuối này. Để xem một crab đang
dùng luôn máy quay mình sâu phí luôn. Đấy, khác biệt đó là cái chỗ ấy. Đấy. Buổi sáng người ta hít cái không khí của buổi sáng thì thật là tuyệt vời. Nếu như mà đi biển mà không đón bình minh thì nó là một sai lầm rất lớn. Đứng xa bạn ơi, phải đứng gần là thứ này, đứng